những người vô tâm vô tình, người đó đã từng rất thật lòng. Bán vui mấy chị, bán vui thôi mà. Kể tối em còn đứng đường em kiếm thêm nữa, thành ra không sao, 2-3 ngàn không sao. Chủ yếu là cho mấy chị ăn thử cho biết được với người ta, để chết thèm mắc công à, không biết mùi vị nữa. Cảm ơn mấy chị, đừng nói cảm ơn mấy chị. Bán lỗ vốn luôn rồi, bán cho vui đó. Bèo béo bèo, 50 ngàn bỏ túi làm chi mua một cái áo mắc 50 ngàn. Ôi giời, còn chỉ đâu anh ơi. Lên giùm em cái mã tôm mì 500 ngàn liền, không có nói nhiều. Tôi là tôi nữ chứ tôi toàn xài mùi nam không, tôi nói thiệt. Biết sao không? Đủ mày nghe xuống dây, trời ơi, chút xíu nữa phạt đồ em bể cho dù thôi mấy chị. Ủa đỉ ơi, hàng phết hả? Lết cái lồn qua đây mà chết nha. Nha con đỉ nghèo khổ không có tiền rồi ngồi nói hàng phết. 700 ngàn, mày xài mà không thơm nữa, mày kêu tao bằng con đỉ bi. Mấy chị biết không? Mấy chị biết cái chai Dior mà phiên bản 2020 không? À no no no. Nè, mấy chị biết Dior mà phiên bản 2019 không? Trời ơi là trời, con đỉ ơi con đỉ. Gách hồi nào? Gách hồi nào vậy con đỉ? Nè, nó bị tua cái chỉ nè. Không có bị gách em ơi nè, chỉ hộp cái tay vô nè. Ê gách nha. Đừng mà gách. Chị lạnh quá, chị núp ở trong con không thấy. Gửi mày dùng kinh cho mày đọc nè. Nam mô hắc ga đét na đa ra dạ gia, bài này chị thuộc luôn nha. Cái này tao thuộc. Thấy tao vậy đó chứ lúc nào tao cũng đọc kinh sám hối chân. Nên mày là gầm anh đó là đúng luôn, tao thuộc. Giờ tao nhắm mắt lên nè. Nam mô hắc ga đét na đa ra dạ gia bồ đề tát đỏ bà gia, thấy chưa? Tới không? Tao đọc có sai đâu. Mới mua nè, đẹp không? Mới mua nè. Với hai chiếc nhẫn. Đó, mới mua á, đẹp không? Ai giờ nách đổ mồ hôi quá. Đổ chảy đồng đồng. Sao kỳ vậy ta? Vì bữa nay nách em đổ mồ hôi trời. Tao tức quá trời vậy, tao phải chùi cái nách, tao cái đã nách tao đổ mồ hôi. Nó kỳ quá à. Nói nữa nè, hôm trước là cổ yếm nghe có mít ngực nha. Đây nè, phía sau là nó chéo rồi mấy chị ơi. Trời đất ơi, mặc cái này đi Sài Gòn có khi nào bị chúng đánh không trời. Đây nè, mặc cái này đi Sài Gòn. Má ơi, không được, vài bữa nữa em đi Sài Gòn rồi. Em phải giả dạng làm dân Sài Gòn cho nó tưởng em là người Sài Gòn, nó không có quýnh em hay là nó không có cướp giật em mấy chị. Nè, cái này là đi được nè, em lấy nè, em lấy cái nâu này nè. Ta còn không dám để mà để hình mà mấy chị mà đô rè đô ta đô sa răng ha. Đó, để hình nước ngoài, hình mấy chị ở Hàn Quốc. Ờ, để hình K-pop đó.